Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất. Trong phim Mỹ Nhân Kế thì Hằng đảm nhận vai Kiều Thị, vai Tú Bà, quản lý các kỳ nữ ở đường Sơn Quán. Tính cách nhân vật hơi bí ẩn, nhìn vào thì không đoán biết được Kiều Thị đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Hằng nghĩ đó là một ẩn số để mọi người khi xem sẽ khám phá ra một điều hấp dẫn và mới mẻ để mọi người nhìn thấy một cái Thanh Hằng biến hóa trong phim Mỹ Nhân Kế. Đây. Sau mấy phát của Kiều Thị đá vô ngực tự nhiên bị bệnh tự kỷ đi đập đinh tùm lum la em ơi. Thầy Lão Tư. Lão Tư kìa, đó thấy không? Cầm cội tự kỷ đây em ơi. Thấy không? Đây là cái phòng make up của đoàn, mà đặc biệt là make up thì đa số là mỹ nhân. Mà mỹ nhân mà bên thiết kế làm nó đinh nè. Chỉa lên. Đó, cho nên là sợ Lão Tư bị Kiều Thị đá đau quá thì không biết làm gì. Thì thôi để mình đóng mấy đinh này xuống. Để khỏi rách quần của mấy mỹ nhân. Chứng minh cho cái con cho cái việc là bị tự kỷ phải không? Bị đá vô tim chứ không có đá vô chỗ khác đâu, bị tự kỷ dễ sợ luôn. Đập quá trời anh phía trước cái lầu xanh nó còn nhiều chỗ lắm. Rồi tại vì á trước rồi đang quay. Khi mình đóng hết cái này xong rồi bắt đầu mình lên trước. Đó, thấy chưa? Nhiều em làm mấy phát nữa là anh đập đều hết luôn á. Do cái nhân vật Kiều Thị là một cái vai mà quản lý các kỹ nữ, cho nên cái cách Kiều Thị quan tâm hay là Kiều Thị chia sẻ cũng khác với từng cái nhân vật nữ trong phim. Quan tâm thì cũng là tinh tế hơn, chứ nó không có lộ rõ ra như một cái người con gái bình thường với nhau. Có cái sự quan tâm, có cái sự chỉ dạy, nhưng mà có một cái sự chừng mực, chứ không phải là đi quá giới hạn của một cái cô kỹ nữ và cái một người Tú Bà quản lý. Cho nên cái đó cũng ảnh hưởng một chút vào đời sống hàng ngày khi mà Hằng ở đây với các diễn viên còn lại. Đôi lúc thì rất là vui, nhưng mà đôi lúc thì không hiểu sao thì mình cũng không nói gì cả. Mọi người rất là vui vẻ thì mình lại đôi lúc cũng ngồi im một chỗ đó. Nhưng mà mình ngồi im không phải là mình cố tỏ ra lạnh lùng, mà mình đem một chút nhân vật vào để thử xem cái cảm giác khi mà một người Kiều Thị mà đem ra ngoài với các cô gái còn lại thì sẽ như thế nào. Thì cái đó nó cũng hỗ trợ lại cho Hằng khi mà Hằng đem vào cái nhân vật ở trong phim. Rồi vuốt gì đó. Vuốt vô phải không? Vuốt vô phải không? Rồi thế ơi. Rồi anh đi lớn quá. Phải nha. Đi chỗ nào? Trời ơi. Rồi đúng rồi. Thế. Rồi là cái lúc này là cái đây. Sao đây 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 hai tay đó luôn cả chưa rồi bây giờ lấy cầm cái máy kia cầm cả này thôi, cầm cái này rồi hàng mới chụp cái tay này nè, đúng không? Đưa lên ngực của mình. Bước dài rồi tới đây hai biết rồi, trời giờ sao vô trong được chị ta rồi. Vô trong đây, bay vô trong cái bay nè, chị cứ xuống nè. Đúng rồi. Đó, chị xuống. Rồi, đợi lên. Rồi, qua, đợi đây, đặt qua cái, đặt qua người sang bên. Đó, ở chân. Không phải làm lên người hả? Cái này không làm lên người mà một nữa. Rồi, đút châm ra.
Bài học tới đây là kết thúc. Bên này ngồi dậy. Hằng với anh Dũng thì làm phim với nhau đây là bộ phim thứ ba rồi. Cái mối quan hệ bây giờ không phải là đạo diễn và diễn viên mà đã là một cái ekip với nhau. Cho nên bất cứ một cái dự án phim nào của anh Dũng, khi mà Hằng được anh Dũng kể và nghe cái câu chuyện thì Hằng đã thích rồi. Cái may mắn của Hằng khi mà gặp một cái ekip họ luôn làm hết mình với công việc và rất chuyên nghiệp. Thì Hằng nghĩ là không chỉ riêng Hằng mà ai cũng muốn được tham gia một cái bộ phim của Nguyễn Văn Dũng. Thực ra Hằng không nói hơi quá, Hằng nói không không quá đâu. Nhưng mà khi mọi người xem phim thì sẽ thấy được cái điều đó. Cái khó của một bộ phim cổ trang đầu tiên đó là phục trang. Vì từ xưa đến giờ khi mà nhìn vào một cái bộ phim cổ trang thì mọi người cảm giác như chưa hài lòng lắm về cái phục trang thể hiện đúng tính chất phim kiếm hiệp. Với bộ phim Mỹ Nhân Kế này, Hằng rất là hài lòng về cái phục trang, làm nó lột tả hết những cái tính cách nhân vật, đặc biệt mà khi mà hành động thì hành động của mình nó phải được uyển chuyển, phải được thoải mái chứ không vướng víu nhiều thứ. Thì cái bộ trang phục này nó làm cho Hằng toát lên được cái nhân vật của mình, hỗ trợ Hằng rất là nhiều trong những cái pha hành động. Nói về cổ trang thì phải tính toán cũng rất là nhiều. Bộ phim này nó hơi mang tính chất fantasy, bởi vì nó không có nằm trong một cái thời đại nào hết. Cái đó cũng là một trong những cái điều mà tôi tính toán. Bởi vì tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm ở trong một cái thời đại nào đó thì cũng rất khó, vì dính với lịch sử rồi phục trang cũng phải chính xác. Trong khi đó thì tôi chỉ đặt cho mình một cái yêu cầu, đó là đây là một bộ phim kiếm hiệp và nhìn nó có một cái vẻ Việt Nam. Cho nên tôi đã đi tìm đến gặp nhà thiết kế Công Trí. Tôi cũng nói là cái mục đích của mình là cũng được anh Công Trí chia sẻ, và chúng tôi đã chọn lựa lấy yếm để làm một cái hình tượng chủ đạo cho cái phục trang của phim này. Bởi vì cái phim này nói về các cô kỹ nữ. Tôi thấy cái yếm nó mang một cái gì đó rất là Việt Nam, và thực ra nó rất là sexy để phù hợp với cái đối tượng của cái nhân vật của mình. Mà biết từ bề ngoài thì chắc nó ok phải không? Không phải là mặc mình cho nó đẹp thôi, nhưng mà mặc mình nó cũng phải có cái thuần của nó. Ví dụ là mình biết là mình sẽ quay trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, coi như là rất nóng. Nếu diễn viên cần chờ thì diễn viên sẽ có khả năng là tháo phục trang ra cho diễn viên nghỉ. Đặc biệt là nếu có mấy cảnh hành động khí hậu rất nóng thì phải cho diễn viên nghỉ giữa mấy cái take, thì mình phải cởi phục trang ra rất nhanh. Trong khi đằng này thì cái phục trang của anh rất đẹp, nhưng mà mặc phục trang là có thể tốn nửa tiếng, cần nguyên cái tổ phục trang để phục vụ mình để mặc cái phục trang này. Mẹ thích nhất. Thế sao? Đẹp. Trang là đẹp nhất. Ok. Và diễn. Giống chưa? Thì mọi người ai cũng biết là phụ nữ thường rất là nhạy cảm với nhau. Nhưng mà với cái ekip của bộ phim này, 5 nhân vật nữ trong phim, cho mọi người thấy là không phải cái gì người ta nói cũng đúng. Mọi người rất là hòa đồng với nhau. Không ai có thể mà tạo cái cảm giác giả khi mà đóng phim. Bắt buộc các nhân vật ở trong phim phải có tình cảm thật với nhau, phải tôn trọng nhau thì mới cái điều đó mới được cái thể hiện trên phim. Sẽ thấy được cái tình cảm từng cái nhân vật đối xử với nhau từ ở ngoài đời thật cho lên phim ảnh. Cái đẩy mày thị vô đây, hai đứa đụng nhau ngay giữa. Thì lúc đó là thấy con Hàng đang bước cái chân lên trên cầu thang. Đúng không? Hàng đang bước chân lên cầu thang thì đẩy vô hai giữa, hai đứa đứng nha. Hai đứng nhau giữa hát. Thôi ghế ra nhỏ. Đó thì bạn lại vô. Rớt. Đỡ mới lên rồi mới đi vô đây. Đầu năm cuối gió. Đầu năm cuối gió. Tới đây phải không?
giữ đúng hình phải không? Xong rồi chụp hình lại, lát nó vô con Hằng ra thay đồ. Xong rồi đúng cái frame đó mà còn vô trong mặt Hằng, lấy vô mắt lấy gì từ đó lấy ra người trở lại. Đâu quá. Thế mình cắt qua cái đoạn nhậu này, giống như nhậu xong lên đứng lên hát phải không? Ừ. Nó hát xong rồi bắt đầu nó chỉ hai đứa này, cái hai đứa đó hát câu này, cái ba đứa này hát câu này, cái ra là chỉ qua con Kiều Thị. Kiều Thị phải hát cái câu Kiều Thị, xong rồi Kiều Thị nó phải chỉ qua Linh Lan, nó bắt con Linh Lan hát giống như là hát kiền vậy đó, không? Đó kiểu vậy. Ngồi lại nhấc trên xoay, lắm trong lòng mình những năm ngày, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng thấy quen, mấy phen rồi cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gốc sen, chứ sao cõi đời này đỏ đen. Thắp cho nguyên chờ người nơi ấy. Vừa nước vừa đâu, làm cái hử cái nước vậy. Giang là gì vậy? Lê Bình Vũ. Nửa con bướm hả? Không, con cứ mở ra nó cũng bị ngứa à. Đó. Giờ cứ cô thổi qua con cũng đã ngứa. Cái giặt cái trang. Trời trời quá. Rát không chị? Ngứa chứ không có rát. Một gió cơn gió thổi đi qua thấy đã nướng luôn. Biết nó nướng. Do cái mực hay do cái gì con à? Do cái mực nó này do. Có nhiều thứ đó. Do mực cũng có, do cái chất tẩy cũng có. Nó quay với lúc mà nó massage chắc nó baby oil thì cái màu nó sẽ bị mất. Con bướm nó không có giữ. À. Cái lúc mà đẩy này là thì cái màu nó sẽ bị lem ra màu đen, màu đỏ nó sẽ bị chảy màu. Nhưng mà nếu bình thường nó cũng sẽ chảy màu mà đúng không? Đúng rồi, mồ hôi nhiều, nằm lật qua lật lại nó cũng sẽ bị chảy, bị đen. Không có gì. Mấy người ghé bị không ha? Mình chị bị. Chị là người bị cuối cùng đó em. Chị ráng gồng lắm. Cái nước cuối cùng mà chị chịu hết nổi là nó bị. Tại vì sai xước da thì bị nhiễm độc trì chính. Xong nó sẽ gây kích ứng da và mụn đỏ. Chỉ có khi nước ngoài nó làm một cách rất là nhanh hoặc là xong luôn. Nếu không xong luôn chỉ dán được căng. Ví dụ mà xăm luôn mà option nó là bỏ rồi đó thì mình đâu xăm luôn được. Thì nó nói là chỉ có hai cách thôi. Nhưng mà dán là gì? Mới lại có một cái nên nếu mà mình chỉ có màu mực đen xăm giống vậy á thì dễ hơn là có màu, là tại vì mình sẽ lấy cái loại mà thuốc nhuộm tóc mà loại tốt nhất á. Xong mình ngồi máy lạnh, mình vẽ nó lên. Xong sau đó mình để nó khô lại là nó sẽ rất là tốt. Cái quan trọng cái henna này lúc mà vẽ là không có mồ hôi. Đúng rồi, không có mồ hôi và rồi xong để cho nó khô đi là nó cũng phải hơn phải 1 tiếng hay 2 tiếng thì mới ra ngoài được. Đoàn làm phim cũng như ekip đã chuẩn bị những cái mà tốt nhất cho diễn viên, cái cảm giác thoải mái nhất để mà làm việc tốt. Thì thực ra không phải là cái hình xăm nó bị là cái do cái chất lượng nó bị gì, mà là do mình vẽ lên người xong đi ra nắng, mình làm việc xong mồ hôi được tiếp xúc thì cái chất đó với mồ hôi làm cho mình bị dị ứng. Thì những cái ngày đầu thì ăn không bị dị ứng, khoảng 15 ngày sau đó thì bắt đầu những cái hành động nó nhiều á thì bị nổi những cái hột đỏ lên. Mình không còn một cái phương án nào khác, cái đó là một cái loại vẽ hình xăm tốt nhất rồi, cho nên mình cũng không có nào kịp để mà về Sài Gòn lấy đem ra hoặc là một cái gì khác để thay thế cả. Bây giờ chỉ còn một cách là lúc mà quay thì mình vẽ thành một cái hình bướm rất là đẹp và dặm thêm một chút thuốc
chống dị ứng. Cái cách đó được làm đi làm lại hoài cho nên cái chỗ dị ứng nó cũng đã bớt. Và mình nghĩ là thôi mình chịu đựng một chút thì nó cũng không sao cả. Bây giờ đang xức thuốc để cho nó đỡ ấy, cho nó thấm, cho nó êm cái đã. Rồi muốn xăm cái gì tính sau. Mà xăm thiệt đi. Không, xăm thiệt đi. Xăm thiệt đi, lấy lộ lên xăm thiệt. Thiệt, cái đó nó thiệt. Đã là phim hành động thì không thể nào mình tránh được những cái rủi ro, những cái mà tai nạn khi quay cả. Những cái take mà đạo diễn kêu ồ good take á, mà Hằng quay á thì đều là những cái mà Hằng đều đánh thật hết và đều đánh trúng bạn diễn của mình hết. Hoặc là bạn diễn của mình đều đánh trúng mình. Thật ra khi mà có cái gì nó va chạm thật thì sẽ có cảm xúc hơn. Có những cái mà Hằng thì Hằng không sợ ngại đâu. Hằng chỉ muốn có những cái mà pha hành động thực sự đẹp thôi. Đâu thì Hằng chịu được hết á. Nhưng mà đôi lúc mà mình khi quay mình không hiểu là cái tâm trạng của mình như thế nào. Thì nhiều khi mình làm nhiều quá hoặc là mình quay giữa nắng nóng quá thì mình cũng dễ quậu lắm. Đôi lúc mà làm cho cái bạn diễn kia được bị trầy tay này nọ thì cuối cùng là phải quay ra là massage và xin lỗi hoặc là mời một ly nước nào đó để dỗ ngọt bạn diễn của mình. Rồi quậu nhiều quá thì thôi tự đi vào một góc nào đó tự kỷ mình chút xíu 5-10 phút đi ra để mà quay lại. Chứ ra mình cũng không muốn ảnh hưởng tới cả đoàn. Có cảm nhận gì trước khi bài không? Trang một trang. Quá đã. Cái mỏng hơn cái này một chút. Còn đau nhất gì không? Bầm nè, tinh luôn. À nó đau ngầm thì còn làm được, nó bị vậy, khó làm việc. Có đi ngang đây một con coi. Mà chưa tập thể thao thì qua một cái lớp này được anh chỉ nữa từ các lóc máy ơi anh ơi một chuyên gia của xong là suốt cái background của nó quá thời Liên Xô thì tất cả các máu bầm á rút về tim hết để trao đổi cái hồng cầu sống hồng cầu chết rồi ok vô cái đó bị lúc nào hả đúng chiều sáng ngày gì đô ly rồi đúng bàn ngày đó ngày đô ly rồi sao đó ngày thứ ba hả ngày kia là ngày đầu mất cá mẹ đầu gối bao nhiêu phút anh người miền Tây đã chai sòng. Thì Hằng chưa bao giờ đóng phim hành động cả. Hằng đã bỏ ra cái thời gian khoảng là 2 năm mấy để học võ. Trước khi mà quay thì đã bầm nhập rất là nhiều với những cái động tác, những cái chiêu mình đã học. Thì mà quay thì lại mình biết là mình sẽ trừ hao được cái rủi ro đó nhưng mà vẫn bị tay chân đầu gối rồi bầm hết cả người rồi những cái nắng nóng. Khi mà được quay ở trên núi thì là da cứ cháy đen hết đi. Chị quay hoài. Nhưng mà bù lại thì những cái cảnh quay rất là đẹp và những cái pha hành động của Hằng làm rất là đẹp cho nên Hằng cảm thấy mình rất là phấn khích và không cảm giác là mệt mỏi hay là khó chịu hay là đau nhức gì cả mà chỉ muốn là phim sớm ra để cho mọi người được thấy một Thanh Hằng mới và có một cái bộ phim hay để cho mọi người thưởng thức. Bị sưng. Nói chung là bị bong gân rồi. Có thể bị bong gân. Ui da, ngại không? Giờ nó đau. À, hay đau. À, trời nó bẻ rồi. Đây này cái khớp của mình à. Không, con này nghe cầm gân nè. Trong bộ phim Mỹ Nhân Kế, mọi người sẽ được đã mắt với những cái pha hành động do các diễn viên, chính cái diễn viên tự làm. Và một cái điều khác Hằng nghĩ nó quan trọng không kém để mà giúp bộ phim thành công đó chính là kịch bản và nội dung của phim. Cho dù có những cái pha hành động đẹp như thế nào thì cái cốt lõi để mà giúp mọi người động lại khi xem đó chính là cái nội dung phim, làm cho họ nhớ gì, làm cho họ có cảm xúc theo vui buồn hay theo bộ phim hay không. Thì với phim Mỹ Nhân Kế thì Hằng chắc chắn là mọi người sẽ có những lúc mà cảm giác như là muốn đứng dậy để mà đánh cùng với diễn viên ở trong phim và có những lúc sẽ lắng động lại và có những lúc sẽ bị xúc động và có thể là rơi nước mắt. We'll be right back.
Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất.